Chuyên mục ẩm thực Điện Biên xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, đây là chương trình đầu tiên của năm âm lịch Tân Sửu năm 2021 và chủ đề của chúng tôi trong chuyên mục ngày hôm nay đó chính là các món bánh mứt kẹo cho ngày Tết. Và giới thiệu với quý vị và các bạn, các vị khách mời của chúng tôi có bạn Nguyễn Biên, có bạn là Ngọc Hà và em Xuân Mùi. Nói đến Tết thì là mọi người thường nói đến là ăn Tết đúng không nhỉ? Chứng tỏ là vai trò của ẩm thực thì rất là quan trọng trong ngày Tết. Và bánh mứt kẹo thì cũng là một cái món ăn mà mọi người thường dùng để tiếp đãi khách đúng không? Và chị đang rất là quan tâm xem là nhà Biên thì năm nay có cái món mứt gì nhỉ? Và cứ mỗi độ Tết đến xuân về thì trong chúng ta ai cũng háo hức chuẩn bị cho gia đình những cái món ăn thật ngon để tiếp đãi bạn bè, người thân. Mứt là món cổ truyền của dân tộc Việt Nam trong Tết Nguyên đán. Và có rất là nhiều loại mứt khác nhau, nhưng năm nay thì em sẽ làm đãi bạn bè người thân món mứt cam. Quả cam tưởng chừng chỉ sử dụng được phần ruột nhưng mà lại sử dụng được cả phần vỏ để làm mứt nữa. Trong mứt cam thì ăn lại có rất là hay và nhiều tác dụng tốt ạ. Để làm mứt quả cam thì chúng ta cần nguyên liệu đầu tiên đó là cam tươi. Chúng ta nên chọn quả cam tươi là vỏ dày để tạo cho cái mứt cam vỏ cam nó có vị giòn, có độ giòn. Đường cắt trắng, muối tinh và dụng cụ đó là giấy ráp để dùng để chà vỏ cam. Mục đích của giấy ráp chà vỏ cam để cho cái tinh dầu của vỏ cam nó vỡ ra, để mình làm mứt nó không bị đắng, không bị nghe. Với lại để cái mứt vỏ cam nó vàng đẹp hơn. Bởi vì là ngoài vỏ cam thì thường nó sẽ có chút màu nâu. Đấy, chúng ta chà nhẹ như này. Sau khi chà thì ta sẽ được cái vỏ cam nó sẽ vàng như này, bớt những cái phần nâu sạm đi. Chúng ta sẽ tiến hành đi rửa. Sau khi xong bước 1 xử lý vỏ cam thì chúng ta sẽ tiến hành bước 2 đó là tách vỏ cam. Lột cái phần vỏ tách khỏi phần ruột này. Tách ruột ra. Tách vỏ cam ra thì chúng ta sẽ tiến hành thái miếng dài, mỗi miếng tầm khoảng chiều ngang bề dày khoảng tầm 1 cm. Phần ruột của quả cam ấy, chúng ta sau khi tách xong thì sẽ tiến hành vắt lấy nước để cho vào cùng vỏ cam để xen lên, tăng thêm cái hương vị thơm của mứt vỏ cam. Bây giờ thì em sẽ mang vỏ cam đã thái lát xong để đi chật. Rồi khi đến nước sôi thì ta sẽ đổ vỏ cam vào. Mục đích của trần vỏ cam này để cho cái mứt vỏ cam của mình nó khỏi bị đắng, khỏi bị he. Đây là bước rất quan trọng, không thể bỏ qua được. Trần ở cái lửa trung bình. Thời gian trần từ 3 đến 5 phút để tinh dầu nó vỡ, nó cam vỡ ra nước đấy. Sau khi trần vỏ cam được tầm khoảng thời gian là đến 3 đến 5 phút cho cái tinh dầu nó thoát vỡ ra khỏi vỏ cam, khỏi đỡ đắng hay, chúng ta tiến hành đổ ráo và rửa bằng nước lạnh. Chúng ta sẽ tiến hành ngâm vỏ cam với lại nước muối loãng. Mục đích cho muối vào cũng là để cái vỏ cam này nó rất là đắng và he, nhiều tinh dầu. Mục đích là vẫn để khử đắng của mứt vỏ cam. Ngâm khoảng thời gian là 30 phút. Đây cũng là bước rất quan trọng để khử đắng của mứt vỏ cam.
Qua thời gian là 30 phút thì chúng ta sẽ đi tiến hành đi rửa rồi tẩm ướp đường. Chúng ta sẽ tiến hành ngâm vỏ cam với lại đường. Thông thường thì mình hay làm đó là tỷ lệ đó là 1 cân mứt vỏ cam, 1 cân vỏ cam tiến hành ngâm với lại 1 kg đường. Nếu mà gia đình nào mà muốn ăn nhạt thì chúng ta sẽ ngâm tỷ lệ là 1:08. Chúng ta đổ nước cốt cam vào để tăng cái hương vị cho mứt vỏ cam này. Nước cốt cam rất là thơm. Ngâm đường thì chúng ta sẽ không nên ngâm quá lâu, mà cũng thời gian ngâm không quá nhanh. Khi quan sát cái lượng đường ở trong vỏ cam này nó mà tan hết thì chúng ta tiến hành xên. Bọc bằng bọc thực phẩm vào trong thời gian chờ đợi. Sau khi mà là đường tan hết thì chúng ta có thể là tiến hành đi xên được. Đường nó tan hết, không còn đường hạt bám trên vỏ cam đấy. Chúng ta tiến hành xên mất với lửa trung bình. Khi mà đường bám trắng như này, cảm giác là vỏ cam khô ráo thì chúng ta sẽ tiến hành tắt bếp. Em đã hoàn thành xong món mứt vỏ cam này trong khoảng thời gian là hơn 1 tiếng, rất là nhanh. Thành phẩm của mứt vỏ cam thì khô ráo này, bám đường này. Chúng ta muốn bảo quản được lâu thì chúng ta sẽ cho vào túi zip hoặc là cho vào lọ để kín lại, sẽ để trong thời gian là khoảng 1 tháng. Rất là nhiều tác dụng đúng không Viên? Món này lại vừa mới lạ này, xong lại thú vị và lại tốt cho sức khỏe đúng không nhỉ? Đấy, mọi người thấy là cái món ăn của mứt thì nó lại khác biệt so với những cái mứt ngày xưa của chúng mình đúng không? Và nếu mà với lại bánh thì là năm nay nhà Hà làm bánh gì đây? Nhà Hà thì năm nay sẽ đãi mọi người món bánh bông tuyết. Cái món bánh này thì nó là một cái biến tấu của kẹo hạnh phúc. Mình làm nó sẽ bớt ngọt hơn. Nó có cái mứt hoa quả chen vào đấy thì nó sẽ tạo cho mình cái vị chua ngọt, nó giảm cái độ ngọt đi. Mình sẽ giới thiệu món bánh bông tuyết. Để làm được món bánh bông tuyết này thì mình cần có marshmallow này, bánh quy mặn này, mứt trái cây, bột sữa và bơ. Nguyên liệu rất là đơn giản. Và để mà làm món này ngon thì mình dùng cái kiwi, mứt kiwi và mơ tây để cho nó có cái vị chua ngọt, nó rất là hài hòa. Mình dùng bánh quy mặn bởi vì trong cái món bánh của mình nó có cái vị ngọt, vị chua rồi. Mình sẽ thêm một chút vị mặn nữa để cho cái vị bánh nó hài hòa hơn và để cho nó không bị ngán vì độ ngọt quá. Đầu tiên là mình sẽ đun chảy bơ và marshmallow nhé. Sau khi đun chảy bơ và marshmallow thì mình sẽ cho bột sữa vào. Sau khi bột sữa đã tan rồi thì mình sẽ cho tắt bếp và cho hoa quả sấy với bánh quy.
trộn đều các nguyên liệu, xong là mình cho ra khuôn để ép. Bánh của mình sau khi đã ép khuôn để nguội thì mình bỏ ra để cắt miếng vừa ăn. À, chúng ta đã có mứt rồi đúng không nhỉ? Có bánh nữa, có bánh bông tuyết và thiếu kẹo. Năm nay thì nhà Mùi có cái món kẹo gì hấp dẫn không? Dạ, năm nay thì em đã đưa một bài thuốc dân gian vào một món kẹo mà các bạn nhỏ rất là yêu thích ạ. Đó là món kẹo mút húng chanh chị ạ. Như chúng ta đã biết thì húng chanh được sử dụng rất là rộng rãi trong việc là điều trị các bệnh về ho, cảm và rất tốt cho phế quản. Và với thời tiết của Việt Nam mình ý, thì có rất là nhiều sự thay đổi chị. Khi mà giao mùa thì các bạn nhỏ rất là hay bị ho và bị viêm đường hô hấp trên ạ. Đặc biệt là trong húng chanh ạ, thì có rất nhiều vitamin như là vitamin A, vitamin B, vitamin C và omega 6, rất tốt cho thị lực và giúp tăng cường sức đề kháng một cách tự nhiên. Xin chào các bạn, ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn món kẹo húng chanh và nguyên liệu để thực hiện món kẹo này như sau. Một nguyên liệu không thể thiếu được đó chính là húng chanh. Tiếp theo là đường phèn. Bên đây chúng ta có quất và gừng và mật ong. Để làm món kẹo húng chanh này thì mình sử dụng một gia vị rất đặc biệt, đó là đường ăn kiêng. Lý do mình lựa chọn món đường này đó bởi vì là đường được chiết xuất 100% từ củ cải đường, có vị ngọt như đường nhưng độ ngọt chỉ bằng một nửa của đường bình thường. Chính vì vậy, những người sử dụng kẹo húng chanh chúng ta có thể sử dụng được hàng ngày mà không lo bị béo phì hoặc là tiểu đường. Để thực hiện món kẹo này chúng ta sẽ thực hiện như sau. Trước hết chúng ta sẽ chưng cất siro húng chanh để có được siro cho món kẹo húng chanh này nhé. Sau 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng thì món siro húng chanh của chúng ta, đường phèn đã bắt đầu tan ra rồi. Mình sẽ đun để chưng cất siro húng chanh nhé. Sau khi món siro của chúng ta bắt đầu sôi như thế này thì các bạn sẽ bật nhỏ lửa đi để chưng cất. Chúng ta sẽ hạ thật nhỏ lửa nhé.
Sau khi chúng ta chưng cất tầm 40 phút thì sẽ ra một thành phẩm là một loại siro rất là sệt. Và chúng ta sẽ lọc lấy siro, phần bã gồm quất, húng chanh, gừng thì chúng ta có thể xay hoặc là giã tay và vắt lấy phần cốt cuối cùng để lấy được hoàn toàn tinh chất của siro húng chanh. Sau khi lọc lấy bã, chúng ta sẽ có một thành phẩm siro như thế này. Sau khi chúng ta đun nhỏ lửa tầm 20 phút thì chúng ta thấy là hỗn hợp đường nấu kẹo đã sệt lại như thế này. Thì chúng ta sẽ cho phần siro húng chanh đã chuẩn bị từ trước đó. Chúng ta sẽ cho 3 thìa và tiếp tục cô. Khi mà cho siro húng chanh vào thì các bạn sẽ thấy mùi thơm từ húng chanh, từ quất. Các bạn sẽ tiếp tục đun nhỏ lửa đến khi hỗn hợp của chúng ta sệt lại. Quý vị và các bạn thân mến, bánh mứt kẹo thì chắc chắn là không thể thiếu trong những ngày Tết rồi. Và việc chúng ta làm mới này hay là sáng tạo, thậm chí là mình áp dụng những cái bài thuốc đúng không vào những cái chiếc bánh hay chiếc kẹo và mứt thì rất là đáng thực hiện đấy ạ. Vâng, và chuyên mục này là chuyên mục Tết cho nên là chương trình cũng có những cái phần quà lì xì dành cho các khách mời. Đây, cảm ơn Liên nhé. Cảm ơn Hà. Cảm ơn Quỳnh. Cảm ơn Mùi nhé. Xin kính chúc quý vị và các bạn một năm mới an khang, thịnh vượng, nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin kính chào và hẹn gặp lại.